chào quý anh chị đã đến với kênh youtube vườn to Quý anh chị nào yêu thích dòng phong lá đỏ Đặc biệt là những cây phong lá đỏ nhỏ mini bonsai để bàn Thì hiện tại vườn to đã về được một thùng phong lá đỏ vụ này mọi người nhé Thì giá bên em đang bán là 200 nghìn một cây nhỏ nhỏ xinh xinh để bàn như thế này Thì quý anh chị nào yêu thích dòng phong lá đỏ Thì có thể liên hệ bên em số điện thoại là 0353896808 cả nhà đấy đây là một chậu phong lá đỏ rất xinh đấy nhỏ nhỏ xinh xinh mình có thể để bàn làm bonsai rất là yêu mọi người nhé về mọi người có thể thay vào một cái chậu nhỏ nhỏ ấy thì nó sẽ rất là đẹp dòng phong này thì nó sẽ đổi màu mọi người nhé nó sẽ sầm màu hơn khi nhiệt độ cao nên là quý anh chị sẽ chơi được thời gian là tương đối khoảng vài tháng mọi người nhé nên mọi người cũng không đừng có đặt nặng vấn đề quá là phải trồng từ năm này qua năm khác ngoài ra thì bên em còn có cả sen đô la đây sen đô la này cũng 200 mọi người nhé là một dòng sen đá cũng khá là xinh xinh mọi người nhé quên chỉ nào yêu những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh này thì có thể liên hệ bên em mọi người nhé bên em sẽ giao hàng toàn quốc cho cả nhà những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đẹp mình có thể để bàn uống nước để vào góc tiểu cạnh góc chơi bonsai khá là đẹp mọi người nhé hoặc là để góc bàn làm việc này cũng rất là xinh mọi người nhé